Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Yo, chúng ta đến với vlog tiếp theo. Có mấy vlog số mấy đấy nhưng mà ở bên dưới chung cư của mình thì nhiều trẻ con. Mọi người đang nghe được ổn không? Đây. Nhiều trẻ con ở dưới mà. Mỗi tội chả có gái đâu, với lại kiểu bọn tôi vẫn hay nghèo quá. Bây giờ nghèo thì yêu ai đấy? Số anh nghèo không thể mà được cho em luôn ấm em. Anh không nói ra vì nói ra em buồn thêm. Ê, nghĩ quả mic hồng của Dũng này tận thấy buồn cười. Là đàn ông mic hồng có vẻ đàn ông không? Ok. Đây là bàn làm việc của Dũng thì tối hai anh em ngủ. Ôi bạn tôi, ui mua cơm về rồi à? Ui đói quá. Okay. Mẹ đi chợ về rồi. Nhà hết con mẹ ăn nước mà không có tiền mua, các bạn khổ thế đấy. Rồi ghế ngồi ăn cơm ạ. Chán đời. Đấy, bọn mình thì mang tiếng ở chung cư nhưng mà phòng cũng chả có gì cả. Tôi cũng chả biết về vlog hôm nay chủ đề gì nhưng mà quay vui vui. Cơm gia đình. Only you. Chúng ta sẽ đến với bữa cơm cơm nhà, nhưng mà thực ra gọi là cơm ở nhà nhưng mà bọn mình mua cơm hộp mà. Cơm mình mua nhiều lắm. Có ăn không hết để tủ lạnh mang tiếp nha. Mình không muốn phải mình không muốn phải chia sẻ sự thật này với những cái bạn đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo đâu, nhưng mà thực chất đấy, một suất cơm bọn mình mua 25.000 ấy là bọn mình ăn hai bữa mọi người. Cuộc sống mà, nói chung là có cơm để ăn thì không chết là được rồi. Thật mà, nhưng anh em có thể nhìn lượng view kênh Sĩ Kẹo anh em biết à. Thôi thì ăn. Cho các bạn xem suất cơm đi. Đây. Đây các bạn thấy hai miếng đậu phụ này, hai miếng ấy, tí thịt băm hết. Thôi, ăn đây các bạn. Cuộc sống mà đây. Trông chán đời không? Ngon mà bạn, có cơm ăn là tốt rồi. Ăn không hết mai này cũng lại tiếp ạ. Không phải không hết bởi mình đói nhưng mà thôi, có gì ăn nửa suất thôi các bạn, có cái gì lót dạ không nửa suất. Này, anh em ấy tí cho tủ lạnh này bạn này. Ăn nhá. Các bạn ăn xong hết chưa? Xong rồi. Buổi tối ấy, bọn mình chỉ dám ăn nửa suất thôi các bạn ạ. Có gì mình bỏ tủ lạnh xong ngày mai ăn tiếp. Đấy, tính ra là một suất cơm bọn mình giá 12.500 đồng. Cơm cứ lại bỏ gọn bạn, mai ăn. Mày gấp đi. Gấp rồi. Bọn mình vừa ăn xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình nghĩ là bọn mình sẽ ngủ ấy, bởi vì ăn nửa suất cơm ấy không no, không no được các bạn ạ. Ngủ cho qua bữa nhá. Để mình tắt điện nhá bạn nhá. Tắt điện. Phòng có điều hòa nhưng mà bọn mình không mở mọi người ạ. Đây còn cái điện nữa. Bởi vì mở điều hòa tốn điện lắm. Ba anh em nằm chỉ có cái quạt nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. Mấy giờ rồi Dũng ơi? 7 giờ rồi. 7 giờ rồi á? 7 giờ đã đi ngủ rồi à? Thôi ngủ đi cho đỡ đầu, đỡ hồn bụng. Cậu đói không? Đói chứ, vừa bay trên đầu rồi. Bây giờ bọn mình ngủ qua bữa. Có gì hẹn gặp lại mọi người sau nhá. Bye bye. Bọn mình ấy, tối bọn mình chỉ dám ăn. Còn mẹ, tôi lau lại cam nữa. Hoàng Bi, vào việc. Cậu đẻ ngủ như lợn với nhiều người xem. Nằm chéo vì thế. Mấy giờ rồi Dũng?
Điên à? Mẹ nói đúng giờ đi. Mẹ mở điện thoại xem giờ không tao quay đi. Rồi, không được phải rồi. Nữa. Được rồi. Được rồi.